Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, từ vấn đề kinh tế đến quyền tự do sinh sản, Đảng dân chủ và phe cộng hòa có tầm nhìn khá tương phản về tương lai nước Mỹ. Trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng, hai ứng viên tổng thống đã trình bày kế hoạch của riêng mình trong các bài phát biểu, quảng cáo chiến dịch và những cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông. Một số đề xuất của ông Donald Trump khiến cho giới quan sát hoài nghi về mặt pháp lý, trong khi đó một vài đề xuất của bà Kamala Harris có thể đòi hỏi Đảng Dân chủ phải nắm quyền kiểm soát lưỡng viện. Đối với các vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu như phương diện kinh tế, hình ảnh của bà Harris gắn liền với màn thể hiện của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong 4 năm qua, dù tích cực hay tiêu cực. Dù bức tranh kinh tế Mỹ đã khởi sắc hơn trong vài tháng qua, Phó Tổng thống Harris bày tỏ sự đồng ý với người dân rằng giá cả hàng hóa vẫn còn quá cao sau khi tình trạng lạm phát kéo dài trong nhiều năm phó tổng thống cho biết bà muốn xây dựng nền kinh tế cơ hội tập trung vào tầng lớp trung lưu với các kế hoạch chống tăng giá thúc đẩy phát triển nhà ở hỗ trợ người mua nhà lần đầu và mở rộng tín dụng cho các bậc phụ huynh bà harris cũng cam kết cắt giảm thuế cho hàng chục triệu gia đình có mức thu nhập trung bình và thấp bà đồng thời ủng hộ việc giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ bà harris dự kiến duy trì cách tiếp cận của chính quyền biden trên khía cạnh thương mại dựa vào thuế nhập khẩu và kiểm soát xuất khẩu để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nội địa trong chiến dịch tranh cử bà harris cũng đã ca ngợi các khoản đầu tư đầy tham vọng của chính quyền biden vào cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo ở phía còn lại cựu tổng thống trump tiếp tục tung hô những thành tích về kinh tế trước thời kỳ đại dịch của chính quyền do ông dẫn dắt phần lớn kế hoạch giảm lạm phát của ông trump xoay quanh lời hứa cắt giảm chi phí năng lượng bằng cách mở rộng hoạt động khai thác dầu khí và cắt giảm bớt quy định hạn chế Ông Trump cũng chỉ trích gây gắt mức lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đưa ra. Ông Trump tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ nên có tiếng nói trong quyết định điều chỉnh lãi suất của Fed, vốn xưa nay có truyền thống không liên quan đến các vấn đề chính trị. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ gia hạn và mở rộng một loạt biện pháp cắt giảm thuế mà ông từng ký thành luật vào năm 2017. Ông đồng thời cam kết giảm thuế doanh nghiệp từ 21% xuống còn 15% đối với các công ty sản xuất của Mỹ. Chính trị gia gốc New York cũng đề xuất mức thuế nhập nhập khẩu từ 10 đến 20% đối với mọi mặt hàng và dự định áp thuế đến 60% hoặc cao hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyền tự do sinh sản trên khía cạnh quyền tự do sinh sản, bà Harris từ lâu đã lên tiếng bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Chỉ trích ông Trump và Đảng Cộng Hòa vì đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế đối với nhóm đối tượng là phụ nữ có mong muốn phá thai Paris đã kêu gọi Quốc hội khôi phục án lệ Roe và Wade để bảo vệ quyền phá thai của phụ nữ. Bà Harris cũng cam kết rằng trong vai trò Tổng thống, bà sẽ phủ quyết bất kỳ lệnh cấm phá thai nào trên đất Mỹ. Bên cạnh quyền tự do phá thai, bà Harris cũng đảm bảo khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai và những phương pháp điều trị sinh sản như thụ tinh ống nghiệm IVF trong khi đó, ông Trump bày tỏ lập trường rằng tự do sinh sản nên được quyết định bởi từng tiểu bang. Ông tuyên bố bản thân sẽ không ký xác lệnh cấm phá thai trên phạm vi toàn quốc. Cựu Tổng thống cũng nói rằng ông sẽ đảm bảo quy trình IVF trở nên miễn phí cho phụ nữ. Tương tự Tổng thống Biden, bà Harris xem ông Trump là mối đe dọa trực tiếp cho nền dân chủ Mỹ. Bên cạnh đó, thì bà Harris cũng thường xuyên nhắc lại trước công chúng về vai trò của ông Trump trong việc kích động bạo lực đối với cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cải cách luật pháp. Về mặt cải cách luật pháp, bà Harris tuyên bố sẵn sàng loại bỏ quy trình cản trở việc thông qua đạo luật chính trị, đồng thời thúc đẩy việc thông qua quyền biểu quyết liên bang. Ở phía còn lại, ông Trump đã nhiều lần công khai từ chối nhận thua trong cuộc bầu cử năm 2020, ông cũng không trả lời rằng bản thân liệu có chấp nhận kết quả đợt tranh cử năm nay hay không, chỉ khẳng định một cách vô căn cứ rằng cách duy nhất bà Harris có thể thắng cử là thông qua gian lận. Ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ sử dụng bộ tư pháp để truy tố các luật sư, quan chức bầu cử, các nhà tài trợ và thậm chí là cử tri phe đối lập. Điều này được cho là một hành động vi hiến tại Mỹ, theo Guardian. Đối với vấn đề nhập cư vốn được xem là một trong những điểm yếu nhất trong chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, bà Harris đã nỗ lực thay đổi hình ảnh bản thân trong mắt cử tri. Trong chuyến thăm biên giới, vào tháng 9, bà đã đưa ra một kế hoạch ban hành các hình phạt chặt chẽ hơn cho những người cố gắng xin tị nạn giữa các điểm nhập cảnh hợp pháp các vụ bắt giữ người vượt biên ở phía nam đạt mức kỷ lục trong những năm đầu của chính quyền biden song đã giảm mạnh kể từ khi tổng thống thực hiện một cuộc kiểm soát tị nạn với cương vị là phó tổng thống bà harris được giao nhiệm vụ giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nhập cư bất chấp những lời chỉ trích và đổ lỗi từ phía đảng cộng hòa bà harris lên tiếng quy trách nhiệm về vấn đề nhập cư cho cựu tổng thống trump lập luận rằng ông đã cản trở một nghị quyết lưỡng đảng nhằm tăng tài nguyên cho các điểm kiểm soát nhập cảnh biên giới từ đó giúp cải thiện vấn đề nhập cư bất hợp pháp Bà Harris cũng kêu gọi cách nhập cư toàn diện bao gồm cả quy trình cấp quyền công dân cho những người không có giấy tờ, đặc biệt là những người được đưa đến Mỹ khi còn nhỏ. Trong khi đó, ông Trump hứa sẽ thực hiện một trong những đợt trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Cựu Tổng thống cũng cam kết sẽ phục hồi một số chính sách gây tranh cãi từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình, bao gồm chương trình Mexico và cấm du lịch đối với một số quốc gia Hồi giáo. Ông Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ các chương trình bảo vệ những người không có giấy tờ bị trục xuất, bao gồm cả trẻ em, trong khi thu hồi tư cách pháp lý của hàng trăm nghìn người nhập cư ở Mỹ theo chương trình bảo vệ tạm thời của liên bang. Bên cạnh các chính sách ông Trump còn sử dụng các lập luận thiếu căn cứ để gây ra nỗi sợ hãi chống lại những người nhập cư. Đối ngoại trên khía cạnh đối ngoại, bà Harris có lập trường liên kết chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Biden với sự nhấn mạnh vào việc duy trì các liên minh toàn cầu của Mỹ, đặc biệt là khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong khi đó, ông Trump vốn ủng hộ chủ nghĩa cô lập đã nhiều lần tuyên bố rằng thế giới trở nên yên bình hơn khi ông nắm quyền. Trái với bà Harris, ông Trump thường tỏ ra hoài nghi về các liên minh toàn cầu. Cựu Tổng thống đã không loại trừ khả năng rút Mỹ khỏi NATO và thậm chí là các liên minh khác theo Guardian. Đối với cuộc khủng hoảng Trung Đông, bà Harris một lần nữa ủng hộ lập trường của chính quyền đương nhiệm đối với cuộc chiến ngày càng lan rộng giữa Israel và các lực lượng trong khu vực gồm Hamas, Hezbollah, Yemen và vệ binh Hồi giáo Iran. Tương tự ông Biden, bà Harris cũng kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza để trả tự do cho các con tin ở Hamas bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Phó Tổng thống cũng ủng hộ một giải pháp hòa bình giữa hai nước và một quốc gia Palestine độc lập. Trong khi đó, ông Trump một mặt tuyên bố ủng hộ sứ mệnh của Israel, mặt khác lại chỉ trích các chiến lược của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra. Trong phạm vi nước Mỹ, ông Trump thể hiện phản ứng gay gắt trước các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và đe dọa sẽ tước thị thực của các sinh viên nước ngoài thể hiện thái độ bài do Thái hoặc chống lại Mỹ. Thưa quý vị, đơn kiện được cựu Tổng thống Donald Trump đệ trình lên tòa án liên bang ở quận phía Bắc Texas cáo buộc CBS đã phát sóng hai câu trả lời khác nhau của Phó Tổng thống Kamala Harris khi trả lời một câu hỏi về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ở giải Gaza. Theo đơn kiện nộp lên tòa ngày 31 tháng 10, phiên bản phát sóng trong chương trình 60 Minutes ngày 6 tháng 10 không có câu trả lời hổ lốn từ bà Harris về tác động của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với hành vi chiến tranh của Israel. Một phát ngôn viên của CBS News cho biết, những tuyên bố lặp đi lặp lại của cựu Tổng thống Trump đối với 60 Minutes là sai sự thật. Vụ kiện mà ông Trump đệ trình chống lại CBS hoàn toàn không có căn cứ và chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ vụ kiện này. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh cực kỳ sát nút trước cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Hồ sơ cho thấy nguyên đơn kiến nghị xét xử bằng bồi thẩm đoàn và đòi bồi thường thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Đơn kiện cho rằng việc làm sai của đài CBS là vi phạm luật của Texas về cấm những hành vi lừa dối trong kinh doanh. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích đài này trong quá trình vận động tranh cử và đe dọa sẽ thu hồi giấy phép phát sóng của đài CBS nếu đắc cử. Đài CBS cho biết ông Trump đã hủy kế hoạch thực hiện cuộc phỏng vấn riêng với đài này trong chương trình City Minutes. Cũng trong ngày 31 tháng 10, một thẩm phán của bang Pennsylvania cho biết họ sẽ không xử lý ngay lập tức vụ kiện đòi chặn tỷ phú Elon Musk tặng 1 triệu đô la Mỹ cho cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tại phiên điều trần ở Pennsylvania, thẩm phán Angelo Fodliata cho biết ông sẽ tạm dừng trong khi tòa án liên bang xem xét có thụ lý vụ kiện hay không. Việc tỷ phú Musk đề nghị chuyển vụ kiện giúp ông tiếp tục thực hiện kế hoạch này và khiến vụ việc khó có thể được giải quyết trước ngày bầu cử. Doanh nhân tỷ phú được yêu cầu tham dự phiên điều trần ngày 31 tháng 10 nhưng ông không xuất hiện. Trong một diễn biến đáng chú ý, dù thay đổi ứng viên giữa dòng thì ngay từ đầu cho đến lúc này, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay vẫn luôn là một cuộc bầu cử kỳ lạ, xưa nay hiếm, thậm chí có thể nói là chưa từng có. Khi cuộc bầu cử chọn ra tổng thống thứ 47 của nước Mỹ chỉ còn được tính theo ngày, các kênh đầu tư cho thấy những tín hiệu trái chiều về dự đoán khả năng ai sẽ chiến thắng. Điều này có thể khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay sẽ còn nhiều yếu tố bất ngờ tới tận phút chót. Ở phố Wall tồn tại một truyền thống, nếu các chỉ số chính tăng điểm trong cả 3 tháng trước bầu cử, chính quyền đương nhiệm thường sẽ tiếp quản nhiệm sở. Và nếu mất điểm thì ngược lại. Năm nay các chỉ số chính tăng điểm mạnh, nghĩa là thiên về bà Kamala Harris. Thế nhưng giá các loại tiền ảo lại tăng và các kênh đặt cược đầu tư lại nghiêng về ông Donald Trump. Nhưng cuộc khảo sát gần đây cho thấy hai ứng cử viên đang có cuộc đua xít sao. Bà Harris có lợi thế ngay khi Tổng thống Joe Biden ra tranh cử. Nhưng gần đây ông Trump lấy lại được sự ủng hộ. Thuế thu nhập đang là điều chi phối nhiều cử tri quan tâm. Nữ ứng viên có nhiều đầu tiên. Trước hết, ứng viên Harris trở thành người thứ tư trong lịch sử nước Mỹ cạnh tranh để đại diện một trong hai đảng lớn nhất nước này, tranh cử trước Tổng thống. Trước bà Harris có nghị sĩ đảng Cộng hòa Margaret Chase Smith, cuộc bầu cử năm 1964 và nghị sĩ đảng Dân Chủ Shirley Chisholm cuộc bầu cử năm 1972 và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton. Trong đó, bà Clinton vào năm 2008 khi đang là thượng nghị sĩ đại diện bang New York đã cạnh tranh với ông Barack Obama để đại diện đảng Dân Chủ tranh cử Tổng thống nhưng thất bại. Đến năm 2016 thì bà mới thành công làm ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ. Chính vì thế, bà Harris tuy là người phụ nữ thứ hai đại diện một trong hai đảng lớn nhất của Mỹ để tranh cử Tổng thống, nhưng lại một phát ăn ngay khi là người phụ nữ đầu tiên thành công ngay trong lần cạnh tranh để đại diện cho đảng của mình. Hơn thế nữa, bà trở thành nữ ứng viên da màu đầu tiên có mẹ là người Ấn Độ tranh cử Tổng thống Mỹ không những vậy trước khi chính thức tranh cử bà harris cũng là người phụ nữ có vị trí chính trị cao nhất trong lịch sử nước mỹ khi giữ chức phó tổng thống mỹ bà chính là nữ phó tổng thống mỹ đầu tiên trước đó bà là nữ thượng nghị sĩ thứ hai mang dòng máu châu phi và là nữ thượng nghị sĩ đầu tiên có dòng máu nam á thành tích của ứng cử viên harris còn được ghi nhận khi là nữ biện lý đầu tiên của quận san francisco bang california rồi nữ tổng trưởng lý đầu tiên của bang california nếu thắng cử lần này, bà Kamala Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Và vị ứng viên hiếm có. Về phía đối nghịch với bà Harris, ông Donald Trump cũng trở thành ứng viên tổng thống Mỹ có nhiều đặc điểm hiếm có. Trong lịch sử nước Mỹ, thì ông Trump là cựu tổng thống thứ ba chạy đua để quay lại làm chủ nhân Nhà Trắng. Trong lịch sử nước Mỹ, ông Grover Cleveland năm 1837 đến 1908 thuộc Đảng Dân chủ, từng thắng cử tổng thống Mỹ tại kỳ bầu cử năm 1884 nhưng lại thất bại khi tái cử vào năm 1888. Để rồi sau đó 4 năm, ông tranh cử trở lại và chiến thắng để bắt đầu nhiệm kỳ năm 1893, năm 1897. Vì thế, ông Cleveland cũng là người đầu tiên làm Tổng thống Mỹ ở hai nhiệm kỳ không liên tục. Một cựu tổng thống Mỹ khác từng tái tranh cử là ông Theodore Roosevelt, vốn là cấp phó cho tổng thống William McKinley trong nhiệm kỳ thứ hai, năm 1901-1905. Ông Theodore Roosevelt trở thành chủ nhân Nhà Trắng khi ông McKinley qua đời sau vụ ám sát xảy ra vào tháng 9 năm 1901, ngay trong đầu nhiệm kỳ. Đến cuộc bầu cử năm 1904, ông Theodore Roosevelt chiến thắng nên tiếp tục làm chủ nhân Nhà Trắng đồng thời tuyên bố sẽ không ứng cử nhiệm kỳ thứ ba, điều mà hiến pháp Mỹ thời điểm đó vẫn cho phép. Việc giới hạn số nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ được quy định trong tu trình án 22 của hiến pháp nước này được thông qua vào năm 1951 với nội dung một người không được làm Tổng thống quá 10 năm liên tục và cũng không được bầu trở thành Tổng thống quá hai lần. Trong cuộc bầu cử năm 1908, Tổng thống Theodore Roosevelt ủng hộ ông William Howard Taft cùng Đảng Cộng Hòa để chạy đua vào Nhà Trắng. Ông Taft đã thắng cử nhưng nhanh chóng bất hòa với cựu tổng thống Theodore Roosevelt. Mối bất hòa ngày càng sâu sắc và chỉ trích kịch liệt nhằm vào đối phương, nên vào năm 1912, cựu tổng thống Theodore Roosevelt quay lại ứng cử tổng thống Mỹ, đại diện cho Đảng Tiến bộ sau khi không thể giành quyền đại diện Đảng Cộng hòa. Trong cuộc bầu cử năm 1912, ứng viên Woodrow Wilson của Đảng Dân Chủ đã chiến thắng, nhưng ông Roosevelt về nhì khi vẫn giành số phiếu bầu nhiều hơn đáng kể so với ông Taft. Vì thế, trong cuộc bầu cử năm 2024 này, nếu ông Donald Trump chiến thắng, thì sẽ trở thành cựu Tổng thống Mỹ thứ hai, đồng thời là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên thuộc Đảng Cộng Hòa, quay trở lại làm chủ nhân Nhà Trắng. Tuy nhiên khi đó, ông Trump cũng mang một số đặc điểm đầu tiên không mấy tích cực. Đó là Tổng thống bị luận tội đầu tiên được bầu trở lại, người tội phạm bị kết án đầu tiên được bầu làm Tổng thống Mỹ. Đã xuất hiện những lo ngại từ bên trong và bên ngoài nước Mỹ về cả hai kịch bản cựu Tổng thống Donald Trump thua hoặc thắng trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 5 tháng 11. Theo AFP, một bộ phận người Mỹ lo rằng với bản tính không chấp nhận thua cuộc của ông Trump, tình trạng bạo lực có thể sẽ lại tái diễn như sau cuộc bầu cử 4 năm trước. Sự cân bằng trong các cuộc khảo sát biểu hiện cuộc đua có thể so kè rất xít sao. Kết quả có thể được phân định bằng tranh lệch chỉ vài chục ngàn phiếu bầu, tạo cơ sở cho những tranh cãi, kiện tụng sau bầu cử. Nhà phân tích chính trị Adriana Uthe của hãng truyền thông Cronus Communication Mỹ dự báo mâu thuẫn pháp lý có thể kéo dài nhiều tuần, và tùy vào mức độ có thể dẫn đến biểu tình, thậm chí là bạo lực. Theo khảo sát của Script News Ipsos mới đây, gần 2 phần 3 người Mỹ dự đoán sẽ có bạo lực sau bầu cử. Trong khi đó, tại các cuộc họp thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại Washington DC tuần qua, giới chức tài chính các nước bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng của chính quyền ông Trump nhiệm kỳ thứ hai. Theo Reuters, trong số những lo ngại lớn là hệ thống tài chính toàn cầu bị thay đổi bởi việc tăng thuế mạnh, gia tăng phát hành nợ và đảo ngược nỗ lực chống biến đổi khí hậu để ưu tiên sản xuất năng lượng nhiên liệu hóa thạch. Trái lại, một chiến thắng cho bà Harris được xem là sự tiếp nối chính sách hợp tác đa phương của chính quyền Biden trong 4 năm qua về các lĩnh vực khí hậu, thuế doanh nghiệp, giảm nợ. Giám đốc ngân hàng Nhật Bản Ueda Kazuo cho biết, mọi người có vẻ lo ngại đối với sự không chắc chắn cao về việc ai sẽ trở thành tổng thống kế tiếp và chính sách nào sẽ được thực thi. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.